Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2. Luyện viết đoạn trang 86. Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương. Bài làm. Nói đến cảnh đẹp đất nước ta, ta nghĩ đến vịnh Hạ Long. Đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi đã quyến rũ rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp thành ao, thành vũng, lúc uốn quanh chân đảo như giải lụa xanh. Nơi đây gồm có rất nhiều hòn đảo nhỏ với hình dáng kỳ lạ. Em ấn tượng nhất với những cái tên kỳ lạ như hòn trống mái, đảo con gà, hàng đầu gỗ. Cứ mỗi, cứ mỗi sáng sớm, các đoàn thuyền đánh cá lại rủ nhau ra khơi để tung chài kéo lưới. Gần Vịnh Hạ Long, nhiều khách sạn, nhà hàng rất đẹp được xây dựng để phục vụ phát triển du lịch. Vịnh Hạ Long đã được công nhận là một trong những kỳ quan của thế giới. Em rất tự hào về điều đó và càng thêm yêu đất nước mình. Đoạn văn thứ hai. Mỗi năm vào dịp hè, gia đình em thường đi nghỉ mát. Một trong những nơi mà em thích đó là Đà Lạt. Cảnh vật nơi đó rất đẹp, không khí mát mẻ, trong lành và có những cơn mưa phùn bay lất phất. Buổi chiều tối, trời xe lạnh. Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp và những hồ nước trong xanh. Xung quanh là những thảm cỏ bát ngát với hàng cây thông hùng vĩ. Với những cây cao thấp khác nhau, bầu trời Đà Lạt mù sương, cả thành phố chìm trong một không gian mờ mờ, ảo ảo, mơ màng. Lúc hoàng hôn và cả lúc bình minh vừa hé, có lúc sương mù dày đặc không nhìn rõ cảnh vật ở nơi đây dường như mặt đất và bầu trời rất gần nhau mây bay là là trên ngọn cây trên đỉnh đồi những con đường uốn lượn quanh co đồi dốc chập trùng trông thật tuyệt làm sao đà lạt là xứ sở của ngàn hoa hai bên đường hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ hương thơm ngào ngạt nơi đây có một thung lũng với tên gọi rất hay thung lũng tình yêu. Khách du lịch có thể dùng ngựa để thăm những cảnh vật xung quanh. Những chú ngựa với chiếc bờm nâu và bờm trắng, thong thả, đưa du khách viếng thăm phong cảnh. Em rất thích cảnh quan Đà Lạt. Nó hiền hòa, êm đềm như một bức tranh. Mỗi lần đến nơi đây, em cảm thấy mình thật thoải mái, dễ chịu các đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về cảnh vật quê hương đến đây là hết rồi cô chào các con